xuất khẩu giày dép sẽ tăng trưởng trở lại. Đà Nẵng hút du khách nhờ chương trình kích cầu. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng trở lại trong quý 2 năm 2020. Xin kính chào quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tài chính ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường thanh kiểm tra các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe và đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai đợt kiểm tra đối với các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện, xử nghiêm các sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Khẩn trương xây dựng quy chuẩn cabin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành, xây dựng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến hết tháng 6 thì xuất khẩu thủy sản sang Liên minh châu Âu đã giảm tới 35% so với cùng kỳ. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam phân tích, dịch COVID-19 khiến cho xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm. Từ tháng 3, dịch lắng xuống ở Trung Quốc và bùng phát ở các nước Liên minh châu Âu và Mỹ, khiến cho xuất khẩu sang những thị trường này bị ảnh hưởng mạnh. Tính đến hết tháng 6, xuất khẩu thủy sản sang Liên minh châu Âu giảm sâu nhất với 35%, sang Mỹ giảm 6%, sang ASEAN giảm 17%, sang Hàn Quốc giảm 9%, Trung Quốc giảm 3% và sang Nhật giảm 5%. Trong khi đó, trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu giày dép cũng là ngành chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19, khiến cho kim ngạch xuất khẩu giảm đến 6,7%. Tuy nhiên, thì những tháng cuối năm, dự báo tình hình sẽ phục hồi trở lại. Các doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn kép từ cả hai phía là thiếu hụt nguồn nguyên liệu nhập khẩu và xuất khẩu bị gián đoạn tại các thị trường xuất khẩu chính, nhất là thị trường Mỹ, châu Âu. Tuy nhiên, đến nay, trước những thành công đạt được từ công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, cộng thêm các cam kết cắt giảm thuế quan, ngay khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu sắp có hiệu lực, sẽ là đòn bẩy quan trọng để thu hút đơn hàng xuất khẩu giày dép từ thị trường châu Âu. Do đó, Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu giày dép từ nay cho đến cuối năm sẽ đạt mức tăng trưởng trở lại. Doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội để có thêm khách hàng, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu ngay khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế tại các thị trường xuất khẩu chính. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình bất ổn của thị trường thế giới, tuy nhiên sản lượng than khai thác của TKV vẫn vượt kế hoạch. Cụ thể, than nguyên khai sản xuất 21,38 triệu tấn, bằng 53% kế hoạch năm, tiêu thụ 23,7 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, việc làm đời sống thu nhập của người lao động ổn định và có bước tăng trưởng, an ninh trật tự giữ vững, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, không có trường hợp công nhân lao động bị nhiễm COVID-19. Bước vào triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, TKV tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm chi phí, áp dụng cơ chế hóa, tinh học hóa, tự động hóa cho sản xuất, quyết tâm cao trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Thưa quý vị, Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, khi mà ngành kinh tế chủ lực là du lịch và dịch vụ hoàn toàn bị tê liệt thời gian qua. Tuy nhiên, ngay sau khi lệnh giãn cách xã hội kết thúc, thành phố năng động này đã lập tức tung ra chương trình kích cầu du lịch lớn nhất từ trước tới nay, mang tên Đà Nẵng Tri Ân, để sớm phục hồi thị trường khách nội địa. Và sau hơn một tháng triển khai, chương trình này đã mang lại những hiệu ứng tích cực. Bỏ ra chưa tới 2 triệu đồng, những du khách này đã có chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm thú vị ở khách sạn 5 sao và vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng và nhiều ưu đãi khác. Đó là một trong những gói sản phẩm giảm giá sốc đang rất hút khách nằm trong chương trình kích cầu Đà Nẵng Tri Ân của ngành du lịch thành phố biển miền Trung này. Tôi đi nhiều lần ở đây rồi, nhưng mà mỗi lần đến tôi thấy là nó vẫn khác và nó có phát triển và tốt đẹp hơn. Thì lần này cái gói kích cầu đó là tôi thích lắm, tại vì nó giảm coi như là được lợi tới 2/3 luôn. Tôi thấy cái chương trình này rất là hay, đồng thời thì cái giá vé nó rẻ một cách rất là bất ngờ, nên ra là tôi thích. Thì ra tôi động viên là chị em trong nhà rồi bạn bè đi cho nó vui. Chương trình kích cầu phục hồi thị trường du lịch nội địa sau dịch bệnh COVID-19 đã thu hút gần 200 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Đà Nẵng tham gia. Các công ty lữ hành ghi nhận hơn 40.000 lượt khách đặt tour cho đến tháng 8, cho thấy lượng khách trong nước đến Đà Nẵng đã phục hồi và vượt so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ cái chương trình kích cầu của thành phố,
thì cái số lượng khách du lịch nội địa đến Đà Nẵng là tăng đột biến, từ công suất phòng là từ 0% thì bây giờ khách sạn đã nâng lên làm được 30-40%. Hiệp hội du lịch của Đà Nẵng cũng đang tiếp tục triển khai thêm hàng loạt các chương trình xúc tiến điểm đến ở các thị trường chính ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, tham gia vào một số sự kiện về ngày hội du lịch và hỗ trợ du lịch. Số lượng chuyến bay nội địa đến Đà Nẵng cũng tăng lên đáng kể thời gian qua. Trung bình mỗi ngày có khoảng 80 chuyến bay. Cao điểm cuối tuần có hơn 100 chuyến bay đưa khách trong nước đến với thành phố nghỉ dưỡng biển nổi tiếng này. Trong tháng 7 này, Sở cũng sẽ tổ chức cái chương trình Tuyệt vời Đà Nẵng với hàng loạt các cái sự kiện ven biển. Thì đây có lẽ là cái điểm nhấn đối với lại du lịch nghỉ dưỡng biển trong cái dịp hè này. Nhiều sự kiện văn hóa, giải trí, thể thao quy mô cũng sẽ được tổ chức trong dịp hè này, như cuộc thi Ironman, khai trương phố đêm 24/7. Đà Nẵng đang chứng tỏ sức hấp dẫn của chương trình kích cầu du lịch không chỉ ở giảm giá sốc mà còn bằng các sản phẩm dịch vụ mới mẻ, đặc sắc, nhằm thể hiện thông điệp tri ân của ngành du lịch Đà Nẵng đối với du khách chọn lựa điểm đến này sau khủng hoảng dịch bệnh. Thưa quý vị, một trong những nội dung đáng chú ý của thông tư số 58 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 1 tháng 8 tới sẽ phải gắn biển vàng số đen thay vì là biển trắng như hiện nay. Các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu chuyển sang biển màu vàng từ ngày 1 tháng 8. Đối với các xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư 58 có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng chỉ số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chủ trương đổi màu biển được Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ủng hộ với kỳ vọng quản lý tốt hơn, đảm bảo công bằng giữa các loại hình vận tải. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có ý kiến trái chiều về việc đổi biển từ chủ phương tiện. Cả nước hiện có khoảng 1,6 triệu ô tô kinh doanh vận tải phải chuyển sang biển số màu vàng, trong đó có cả xe công nghệ, taxi truyền thống, xe khách với mức phí là 150.000 đồng một biển. Theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, việc quy định xe kinh doanh dịch vụ có biển số riêng sẽ giúp cho nhà nước thu được thuế, dễ dàng phân luồng giao thông đối với những tuyến đường cấm xe kinh doanh dịch vụ vận tải. Chúng tôi là sẽ cam kết xung phong đi tuyến đầu. Tất cả các loại hình vận tải là đã được đặt một cái tên, tức là nhận diện cụ thể, từ đó người tiêu dùng có thể nhận biết được xe nào là xe kinh doanh vận tải. Khi chất lượng không tốt, người ta phản ánh. Người ta không cần phản ánh doanh nghiệp, ta phản ánh được đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải là sẽ được giải quyết thấu đáo. Hầu hết lái xe tham gia loại hình taxi công nghệ như Grab, Be, Fastgo đã nắm được chủ trương đổi biển số sang màu vàng. Đối với những lái xe coi dịch vụ taxi là ngành nghề chính, thì họ sẽ nghiêm túc thực hiện để gắn bó với công việc. Nhưng nếu chỉ là công việc làm thêm, ngoài việc chở khách vào thời gian trống, các chủ xe sử dụng để phục vụ công việc gia đình, thì cho biết việc đổi biển sẽ gây khó khăn. Thực ra nó có một vài cái bất tiện. Nếu trường hợp mà mình không kinh doanh, mình đi gia đình đi chơi hoặc là người thân ấy, thì đúng là nó có một chút gì bất tiện. Có khả năng là người ta sẽ không chấp nhận, và người ta có khả năng người ta cũng sẽ không bỏ kinh doanh. Tại vì là những cái cá nhân đấy, người ta cũng cái nghề dạy này, người ta là nghề phụ người ta. Còn biển vàng, những người mà kinh doanh là cái nghề chính thì người ta vẫn chấp nhận. Tự nhiên bây giờ bọn anh lại mất thêm một khoản tiền nữa thì chắc là cũng vất vả. Nhưng mà bây giờ mà bắt đổi như chẳng hạn như là bây giờ là bằng biển bọn em đang biển 30A mà tự nhiên là đổi ví dụ như là 30D các thứ đấy thì bây giờ nó lại phải liên quan đến cái cà vẹt xe, nó cứ tốn kém lắm đấy, mà nó còn mất thời gian. Chủ trương đổi màu biển được Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ủng hộ với kỳ vọng quản lý tốt hơn, đảm bảo công bằng giữa các loại hình vận tải. Tuy nhiên, các chủ phương tiện đang băn khoăn về vấn đề các phù hiệu tuyến vận tải, giấy chứng nhận kiểm định, phí bảo trì đường bộ, thẻ thu phí tự động không dừng sẽ giải quyết thế nào khi thay biển số. Nhận đăng ký xe nó nằm trong cái hồ sơ thế chấp. Nếu như theo cái quy định tại thông tư 58 mà thay cả biển số rồi là cấp lại cái giấy chứng nhận đăng ký xe và trong đó rất là cái số xe bị thay đổi đi đấy thì nó sẽ rất ảnh hưởng. Thế và cái việc mà rút cái giấy chứng nhận đăng ký xe trong cái hồ sơ thế chấp của ngân hàng ấy thì tôi cho đây là một vấn đề cũng rất là khó khăn, bởi vì cái đó là ngân hàng họ quản lý rất là chặt chẽ. Sẽ có một lượng lớn phương tiện phải đổi biển, cũng có những tác động nhất định đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải. Theo một số chuyên gia, trong bối cảnh chủ trương của chính phủ thúc đẩy việc cắt giảm các điều kiện, thủ tục kinh doanh,
thì việc áp dụng quy định này cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khi thực hiện chủ trương đổi biển. Tiếp tục sẽ là những thông tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, theo kết quả khảo sát do hãng tin AFP công bố, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng trở lại trong quý 2 năm 2020 sau khi đại dịch COVID-19 đã khiến cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hồi quý 1 năm nay ghi nhận sự suy giảm lần đầu tiên trong hàng thập kỷ qua. Mặc dù kém xa mức tăng trưởng 6,1% của cùng kỳ năm 2019, nhưng kết quả này vẫn tốt hơn nhiều so với các nước khác, hiện vẫn đang vật lộn với suy thoái. Các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát cũng nhận định rằng Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương trong năm nay, với mức tăng trưởng 1,7% trong cả năm 2020. Sau khi kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức giảm 6,8% trong quý 1 năm 2020, lần giảm đầu tiên kể từ khi dữ liệu theo quý được thu thập vào đầu những năm 1990, Bắc Kinh đã chuyển sự tập trung vào việc bình ổn hoạt động tuyển dụng và bảo đảm tiêu chuẩn sống cho người dân. Ngày 13 tháng 7, vaccine COVID-19 đầu tiên cho nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Queensland của Australia bào chế được thử nghiệm trên 120 tình nguyện viên. Trong đợt thử nghiệm đầu tiên, các nhà khoa học sẽ tiêm 2 liều vaccine, mỗi liều cách nhau 4 tuần và quan sát tác động của vaccine đối với từng tình nguyện viên cũng như cách hệ thống miễn dịch của từng người phản ứng với vaccine. Các nhà khoa học sẽ ghi chép các số liệu của từng tình nguyện viên trong 12 tháng thử nghiệm. Giáo sư Paul Young, trưởng nhóm nghiên cứu hy vọng, việc thử nghiệm vaccine lên người trong ngày 13 tháng 7 sẽ có kết quả ban đầu trong 3 tháng tới. Nếu kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 tốt, các nhà khoa học sẽ tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 và giai đoạn 3 ở những nhóm đông hơn và nhiều lứa tuổi hơn để tìm hiểu tác động phổ quát của vaccine này. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, thì dự kiến đến giữa năm tới, vaccine chống COVID-19 sẽ được ra đời. Israel là một trong những quốc gia đi đầu trong công nghệ sản xuất thịt làm từ thực vật. Gần đây thì một số công ty tại quốc gia này đã đẩy mạnh đầu tư và phát triển công nghệ sản xuất thịt có nguồn gốc từ thực vật. Công ty khởi nghiệp Ready for Meat của Israel mới bắt đầu thử nghiệm sản xuất thịt bò từ thực vật bằng máy in 3D. Chúng tôi đang làm ra một loại thịt thực sự ngon, hấp dẫn mà không phải từ thịt động vật. Thay vì lấy thịt bò, chúng tôi sử dụng công nghệ của chúng tôi là công nghệ in 3D. Đây không phải là thịt bò động vật hay là thịt bò làm từ thực vật. Thịt in 3D giống cấu trúc thịt thông thường. Thị trường thịt loại này đang bùng nổ. Theo công ty Barclays, tới năm 2029, nhu cầu về loại thịt này có thể sẽ đạt 140 triệu đô la, chiếm khoảng 10% thị phần tiêu thụ thịt trên toàn thế giới. Chúng tôi đang phân tích những thành phần khác nhau, tạo nên những lát cắt đẹp như thế kia và phân tích thành phần chủ chốt cần có để làm giống như là thịt thật. Chúng tôi đã xác định được 3 thành phần chính là cơ, máu và mỡ. Đây là những thành phần chúng tôi cần để làm nên miếng thịt bò hoàn hảo. Máy in thịt 3D của công ty Ready for Meat hiện có thể sản xuất ra được khoảng 6 kg một miếng. Công ty dự định sẽ tăng năng suất lên hàng chục, thậm chí là hàng trăm cân với mức giá rẻ hơn thịt thật. Israel là một trong những nước đi đầu về sản xuất thịt nhân tạo. Ngoài Ready for Meat, còn có công ty sản xuất thịt trong phòng thí nghiệm như là Elef Farms, công ty kết hợp công nghệ in 3D với sản xuất thịt trong phòng thí nghiệm Mistech 3D. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tài chính ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.